Đây này, trong phố cái Đô Lương này là có thằng nó làm hết hơn 500 triệu một cái hơn 500 nhà, triệu một cái nhà vệ sinh này. Cái nhà vệ sinh của nó là cái buồng vệ sinh của nó đấy. Mà đấy là nó làm như thế là nó có cả cái hệ thống có ông ngồi trong đấy, ông massage vẫn gọi được điện thoại. À, tất cả mọi thứ nói chung là tiện ích. Tiện ích hết. Bắt đầu những ngôi nhà biệt thự đã được xây ở đây. Cái này chắc nhanh chỉ một vài năm nữa chắc kín hết đây chú nhỉ. Cái này nó là bán biệt thự thôi. À, bán biệt thự và chưa được biệt thự. Mà biệt thự là có vườn, phải có vườn để riêng, bơi. Để bơi mới là biệt thự đúng không ạ? Đúng rồi. Ở đây như một cái căn như thế này nó khoảng bao nhiêu tiền hả chú? Cái này thì không, mình cũng không tóm được là bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu như mà xây dựng theo kiểu này của tôi bây giờ, tôi không nói đến các cái thiết bị trong nhà. Đúng rồi ạ. Và tôi chỉ nói đến cái chuyện xây dựng này thôi. Ép cọc ép kiếc này là tính ra phải số trừ dưới 7 triệu. Thời bây giờ là 1 mét vuông. Cả tiền công xây trong rồi. Tính ra nó phải số trừ dưới 7 triệu rồi. Còn thiết kế ở trong nhá. Vô cùng. Và có những cái toilet hàng gần tỷ. Tức là khoảng 2 tỷ rưỡi. Tổng thể đi. Tổng thể. Không có đất đi, không tính đất đi. Không tính đất. Trời đấy, đang nói xây dựng thôi. Vâng, nói xây dựng thôi đấy ạ. Còn đất là riêng. Đất là riêng. Phải 2 tỷ rưỡi. Vì nó ép cọc này mà. Đúng rồi. Vì đây cái móng thì tốn. Chứ còn đất thì nó lại... Đất thì nó có giá của nó. Có giá rồi. Giá đất riêng là tài sản cố định nó riêng. Còn cái quan trọng nhất là trong ngôi nhà thì cái nội thất của nó... Cái nội thất nó quan trọng. Mà... Có những người ta làm những cái nhà tắm nó chỉ đổ hết được khoảng một chục, hơn chục triệu thôi. Mà... Nhưng có những nhà nó 700-800 triệu một cái nhà tắm. À, mà... Vì này nhá, cái toilet của nó bây giờ hơn 100 triệu. Đấy. Cái toilet này mùa đông thì nó bật ngon nước nóng rửa này, xong rồi có máy đấy. Rửa mà hậu môn này, xong rồi lại máy sấy này, nó tự động làm hết cho mình, tự động hết xong cái thứ mình chỉ bấm lên, xong rồi nó khô khan rồi mình đứng lên sướng nhỉ. Thế thôi đấy, đấy ở trong phố đấy, nó mấy nhà làm máy không, mình xịt bằng còi không tự nó là hết, là mình ấn nút cái nó phun nước này. Xong nó có máy kỳ cọ này. Thiết kế xịt vòi nhỉ? À. Nó cứ phát giấy ra chùi. À đấy là bình dân. Không, ở nước ngoài nó không trang bị cái đấy. Không, cái đấy tiêu đốn tiền lắm ông ạ. Đấy là dành cho những nhà ví dụ như tỷ phú thôi. Cứ đến tháng là phát giấy. Đây này, trong phố Đô Lương này là có thằng nó làm hết hơn 500 triệu một cái. Hơn 500 triệu một cái nhà vệ sinh này. Cái nhà vệ sinh của nó là cái buồng vệ sinh của nó đấy. Mà đấy là nó làm như thế là nó có cả cái hệ thống có ông ngồi trong đấy, ông massage vẫn gọi được điện thoại. À, tất cả mọi thứ nói chung là tiện ích. Tiện ích hết. 500 triệu cơ mà. Hơn 5 triệu mà đồ tàu nhiều đấy. À, đồ Trung Quốc mà. Đồ Italia với đồ châu Âu thì tôi nghĩ rằng nó phải hơn tỷ. Vâng, đấy chuyện bình thường. Đấy, một cuộc sống của người Việt Nam mà nhất là ở Hải Dương như thế này, các chú buổi chiều đấy, cứ đi nghỉ hưu. Cháu ở Hà Nội ạ. Nhà Hà Nội ở phố nào? Dạ, cháu ở trên chỗ Hàng Chuối. Hàng Chuối à? Vâng. Tôi nghe giọng là tôi biết, tôi cũng là người Hà Nội xịn đấy. Vâng. Nhưng tôi về đây tôi ở. Cháu cũng về đây tôi ở một thời gian và cháu cũng đang làm công tác về truyền thông. Thế à? Thấy cái cuộc sống và ở đây môi trường sống thích quá. Chú là người Đông Mỹ đấy, Thanh Trì Hà Nội. Thế ạ, là quê của bác Mười. Bác Mười. Ông Mười đấy là thì ông ấy lại là ông bác tôi. Thế ạ. Anh ông già. Anh ông già. Là bác ông tôi đóng quân ở dưới Lai Khê đây thì tôi gặp bà ấy ở đây thì tôi lấy bà ấy. Thế là bác là về đây đóng quân. Đóng quân. Là bộ đội hay là công an? Bộ đội. Bộ đội. Thế là bà ấy là quê gốc ở Kiến An. Gặp bà cụ sinh các anh ấy ở đây thế bà gặp nhau thế lấy thế đấy. là bác là bộ đội ở bên tôi ở 319 ở ba sư 319 sư 319 dạ. Tổng công ty xây dựng và xuất nhập khẩu 319 nó đóng ở ngay cái chỗ qua xe bé cầu Trương Dương rẽ phải. Vâng, 319 là công ty xây lắp đúng không? Đúng rồi, nó là tổng công ty xây dựng này, xuất nhập khẩu. Sau này như là Phùng Quang Hải về đó. Phùng Quang Hải về xong là được 3 năm thì nghỉ. Vâng. Thế thằng cháu, thằng kia tôi chỉ gọi bố là ông anh thôi, bố hơn tôi tí tuổi. Vâng. Đấy tuyệt vời. Đã tí nó còn về nó bảo tôi là chú đi tham gia, cháu đang thiếu công nhân kỹ thuật. Vâng. Đi làm tôi không làm. Vâng. Đi làm làm gì? Bây giờ mình nói thật là mình về hưu rồi. Vâng. Thế bây giờ mình đi làm là theo ý chúng nó thì mình không làm, lương tâm mình, đạo đức mình không làm được. Đúng rồi, cái quan trọng nhất là cái câu mà lương tâm và đạo đức đúng của rồi chú. Thế mà mình mà không làm đúng chúng nó thì vâng, nó giả mình nguyên thì lương mà. Vâng, nên là chính vì mà không làm đúng như thế thì nó chỉ có 3 năm thôi và đúng phải rồi hạ cánh, đúng không ạ? Đúng rồi. Nó có nhiều vấn đề đúng không ạ? Mình thì tất nhiên là này, khi xảy ra cái gì chúng nó phải chịu hết. Dạ đúng nhưng rồi. Cái lương tâm của mình xây dựng cái khu này mình không làm thế được. Vâng.
Ví dụ như bây giờ mình móng đơn giản là xây cái nhà bệnh viện 21 tầng của 108. Ngày xưa mà chính đơn vị tôi là chính chúng tôi xây dựng cái nhà 21 tầng đó. Cái nhà của bệnh viện 100 của Việt Xô chứ. Thời đấy là thời của Việt Xô đấy. Và Việt Xô xong bắt đầu là viện 108 toàn ấy người ở đấy mà. Và thế là chú thấy cảm thấy là cuộc sống ở Hải Dương với cái tuổi hưu trí của chú như này thì chú Hải Dương thì mình cảm giác cái này là cái đất Hải Dương này từ trước cái này nó là hiền lành. Vâng ạ. Mà hai nữa là cái đất Hải Dương này tôi nói từ thời bao cấp. Vâng. Đấy là tôi đã biết. Thị xã Hải Dương này là một thị xã sạch đẹp và có cuộc sống hay nhất ở miền Bắc. Đấy. Vì này này, nước thì trong, gạo thì trắng, con người thì hiền lành, thân thiện, đất đai thì phì nhiêu, rộng rãi. Mất nhất là con gái cháu về đây, con gái lại rất xinh nhá. Con gái xứ Đông, cháu nhìn thấy cái nét đẹp của con gái xứ Đông rất xinh. Lấy vợ đây à? Cháu chưa có vợ. Vâng, cũng muốn lấy nhưng là chưa thiếu được ai. Thì hôm nay cháu đi vào trong cái khu năm này. Năm nay bao tuổi rồi? Cháu năm nay 40 rồi. Thế thì thằng lớn thì tôi năm nay nó 46 rồi. Dạ, vâng. Nhưng là da của bác rất là đẹp. Tôi năm nay là 70. Vâng, 70. Đầu năm thì nhận được cái chủ tịch tỉnh Triệu Thế Hùng là cho cái giấy chúc thọ và nên cụ 70 tuổi nên cụ nhưng là vẫn thanh niên lắm. Cái quan trọng nhất là tư tưởng và mình sống nó trong sạch. Vâng, và sự trong sạch đó thì được chứng minh ngay trong thời buổi xã hội hiện nay của Việt Nam. Tất cả những thành phố và các miền quê đã thay đổi nhanh chóng bởi lẽ đã có sự trong sạch trong nội bộ đảng và trong nhân dân. Và những khu đô thị thì càng ngày phát triển càng nhanh. Nếu như mà chúng ta chỉ lơ đãng đi một vài năm không qua nơi đây thì thực sự là không thể nhận ra được. Đã rất lâu tôi không về đây và hôm nay tôi đã nhìn thấy sự đổi thay của một thành phố. Rất thích không gian sạch. Chú ơi, cái khu này là người ta phân lô để bán lâu chưa? Nhưng là cũng bắt đầu mới đang xây dựng thôi chú nhỉ? Năm nay bắt đầu mới xây dựng ạ. Rất đẹp luôn, biệt thự. Đấy. Ông cháu đi chơi nhau buổi chiều tối này mát quá, thành phố sạch đẹp và mát. Rất thích. Đấy. Nhà ông có gần đây không? Rất thích. Ở đây quỹ đất còn rất rộng và đã được phân lô, có làm đường ở đây hết rồi. Và thậm chí là những khu vui chơi giải trí cho cư dân cũng đã được thiết lập tại đây. Với quỹ đất rất rộng ở các tỉnh như thế này thì người dân được sống ở trong cái không khí rất là trong lành. Những khu chung cư này đang được mọc lên ngay bên cạnh hồ Bạch Đằng của thành phố Hải Dương. Mặc dù chưa có nhiều nhà xây dựng ở đây, nhưng là tất cả các cái khu đô thị như thế này thì người ta đã làm khu vui chơi và khu tập thể dục thể thao cho người dân rất là tốt. Đấy, rất đẹp luôn và sạch sẽ. Đấy, mọi người ở đây có thể ra để tập thể dục. Như một cái căn chung cư ở trên này mà người ta bán thì nó khoảng bao tiền hả chú? Tầm khoảng tỷ. Đấy, rất là thích các bác chiều đến ở đấy, ra đây để tập thể dục. Đấy, sướng chưa? Đấy, cuộc sống thích chưa? 5 tấn trở lên thì tôi phải, hoặc là 1 tấn trở lên thì tôi lại phải giả ông giá mới. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.